chị em, chúng ta tụ họp nhau nơi đây trước giờ của thánh lễ Giáng sinh đại lễ của chúng ta. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa cũng như nói lên lời cảm ơn với các đoàn thánh yêu xe cho chúng ta trong giờ này, một giờ thánh nhạc Giáng sinh, để chúng ta cùng nhau hướng về Chúa hài lòng cũng như đưa tâm hồn chúng ta về với Thiên Chúa để dâng lên lời cầu nguyện, lời một vài giây phút suy niệm về mầu nhiệm Giáng sinh trong thế giới cũng như trong tâm hồn và trong từng gia đình của chúng ta. Thoát cơn mê dài, hạnh phúc cho muôn
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Học tiếng cầu kinh giữa giáo đường, cảm cảnh cuộc đời nơi đất khách, mong được chim cứng đức mến thương. Giờ đây là tiếng hát của hai thành viên trai đoàn Đức Minh và Lệ Thủy với nhạc phẩm Trời Đêm Về Lèm của tác giả nhạc sĩ Đỗ Vi Hải. Xin cộng đoàn cùng lắng nghe. Thank you.
chiều đông lạnh buốt giá, đoàn người đi về chốn xa. Tiết đông về bước nào nề, kiếm nữ hành chẳng ai buồn đón Chúa. Ngoài vời chiên lửa mong trông, giữa đêm đầm đêm Chúa khăn vòng, bên luôn nghiệm trên gian sưởi ấm thân. Thank you.
Thank you.
nửa đêm thánh thót tiếng chuông ngân mừng Chúa ngôi hai vua giáng trần. Đêm nay Ngài xuống làm nhân thế cứu rỗi muôn dân thoát tội tình. Xin mời cộng đoàn cùng hiệp thông với tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Hè Mọn, hợp ca với ca đoàn thánh Giuse. Nhạc phẩm Nhạc Phúc Đêm Đông.
phần thánh nhạc mừng Chúa hài nhi Giáng sinh của các đoàn trưởng con xin được ghép lại tại đây. Xin kính chúc cha quản nhiệm, quý ban ngành đoàn thể cùng cộng đoàn dân Chúa một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức và một năm mới hạnh phúc, bình an trong Chúa hài nhi Giáng sinh. Xin kính chào thân ái. Thank you.
lễ dỗ linh hồn Giuse của Quan Rương, linh hồn Phêrô Phạm Văn Đức, linh hồn Maria Mai Thị Lý, linh hồn Maria Phạm Thị Kim Loan, linh hồn Teresa Nguyễn Thị Chiến, linh hồn Giuse Phạm Văn Minh, linh hồn Phêrô Nguyễn Minh Thanh, linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Du, linh hồn Phêrô Nguyễn Thái Hồng, linh hồn Teresa Nguyễn Thị Dược, linh hồn Gioan Nguyễn Tấn Thông, cầu cho các linh hồn mồ côi, cầu cho linh hồn Isabel Nguyễn Thị Định lễ dỗ, cầu cho linh hồn Peter Benjamin Lê, linh hồn Teresa Đinh Thị Mai, linh hồn Maria Đinh Thị Chi Lan, linh hồn Alfonso Đinh Huy Phương, linh hồn Đa Tân Bùi Văn Nam, linh hồn Giuse Nguyễn Xuân Phương, linh hồn Giuse Nguyễn Hoàng Anh, linh hồn Teresa Hoàng Thị Linh Thảo, linh hồn Joachim Trần Hiểu Tâm, linh hồn Maria Trịnh Thị Minh, linh hồn Katarina Trần Thị Ca, linh hồn Katarina Nguyễn Thị Thủy, linh hồn Teresa Nguyễn Thị Phan, linh hồn Anna Trần Thị Lự, linh hồn Anna Trần Thị Rà, linh hồn Anna Ngô Hòa, linh hồn Ông Trang Can Sư, linh hồn Giuse Vũ Quang Cận, linh hồn Giuse Nguyễn Quốc Trung, linh hồn Maria Trần Thị Sông, linh hồn Giuse Nguyễn Văn Bảo, linh hồn Doan Bautista Vũ Đức Hải, linh hồn Domingo Ngô Kim Long, linh hồn ông nội Domingo Ngô Văn Khảm, linh hồn Vincente Nguyễn Văn Long, linh hồn Vincente Nguyễn Duy Dân, linh hồn Maria Nguyễn Thị Tụng, linh hồn Vincente Nguyễn Văn Nguồn, linh hồn Teresa Trần Ngọc Lệ Khương, linh hồn Phêrô Trần Ngọc Trọng, linh hồn ông bà nội ngoại tổ tiên, linh hồn Maria La Xuân Hoa, linh hồn ông cố Giuse Đinh Viết Triệu, linh hồn Giuse Đinh Viết Thải, linh hồn Stefano, linh hồn Agatha, linh hồn Raphael Trọng, linh hồn em Teresa Phương, linh hồn Maria Hoàng, linh hồn Giuse Tư, linh hồn Maria Trí, linh hồn Phạm Thị Lúa, linh hồn Bernardo, linh hồn Marta, linh hồn Gian Bautista, hai linh hồn Anna, linh hồn Giuse, linh hồn Francisco Xavier, linh hồn Paulo. Cầu cho mọi người trong cộng đoàn, xin cầu cho ân nhân của bà Võ Thị Mến, xin bình an. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, tạ ơn tất cả Giuse đã gìn giữ gia đình được mạnh an. Xin được ơn chết lành cho ông cố Mattia Nguyễn Văn Thanh, cho bà cố Triệu, cho bà Maria Madeline Lê Thị Thanh. Xin được bình an và được ơn chữa lành cho bà Teresa Ngô Thị Mến, anh Quang, anh Phước Nghĩa, chị Bé Tư, chị Teresa Loan, chị Khuê, anh Hoàng. Mời cộng đoàn đến. Kính cầu tổng lãnh thiên thần Mikael. Lạy ơn tổng lãnh thiên thần Mikael, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sống mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin nguyện soi cơ linh trên trời. Lấy
gian, trước hết thay mặt cho cộng đoàn, chúng ta nói lên lời cảm tạ đến các đoàn đã cho chúng ta một giờ thánh ca rất hay, rất đặc biệt để chúng ta đưa tâm hồn vào mầu nhiệm Giáng sinh. Và cũng trong mầu nhiệm Giáng sinh đó, thay mặt cho tất cả các ban ngành đoàn thể, tôi xin kính chúc quý bà và anh chị em một mùa Giáng sinh, một ngày Giáng sinh thật an lành, thật nhiều hồng ân của Thiên Chúa trong Chúa Hài Đồng đã đến với chúng ta. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Quý bà và anh chị em thân mến, trong những bản thánh ca chúng ta nghe được những lời du dương về Thiên Chúa đến với chúng ta, đến trong tình yêu bao la của Ngài để đưa chúng ta về với Thiên Chúa, tâm hồn, thân xác, tâm trí của chúng ta. Chúng ta có thật sự quay về hay không, quý bà và anh chị em, với một mầu nhiệm thật cao cả, một mầu nhiệm đầy yêu thương mà Thiên Chúa mời gọi? Nếu chúng ta chưa quay về được, nếu chúng ta còn những cản trở trong cuộc sống để chúng ta quay về, chúng ta nhìn nhận và xin Thiên Chúa thứ tha để chúng ta cùng nhau xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Chúa là Thiên Chúa, là của trên
Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa. Xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Kitô, là Đấng đã chia sẻ kiếp người với chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Thank you.
thần linh vũ trụ đã đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Danh hiệu người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trỗi hơn họ bấy nhiêu. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào: "Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con"? Hoặc là: "Ta sẽ là Cha người, và chính người sẽ là con ta"? Còn khi đưa chủng tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói: "Mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ bạch người". Đó là lời Chúa. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa, nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, là ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố: đây là đấng mà tôi đã nói, Người đến sau tôi nhưng trỗi hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lời luật đã được Thiên Chúa ban qua Môsê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng Con một vốn là Thiên Chúa và là đứng hằng ở nơi cung lòng của Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Đó là lời Chúa. Quý bà và chị em thân mến, ngôi lời đã là Người và ở giữa chúng ta. Tôi thiết nghĩ rằng quý bà và chị em qua biết bao nhiêu Giáng sinh và mùa Giáng sinh mà chúng ta trải qua trong cuộc đời, về thần học, về kinh thánh, về giảng dạy, về giáo lý của Giáng sinh, thì tôi nghĩ rằng quý bà và anh chị em đã quá quen thuộc. Và trong cái thời đại này, với YouTube và Internet thì chúng ta có thể kiếm 1001 bài giảng về Giáng sinh, mầu nhiệm Giáng sinh quý bà và anh chị em. Vì thế tôi muốn chia sẻ với quý bà và anh chị em ngắn gọn như thế này: mầu nhiệm Giáng sinh là mầu nhiệm tình yêu. Nếu chúng ta nhìn lại với bà và anh chị em, một người mẹ có một người con sẽ không bao giờ bỏ rơi người con đó hoặc cho người con đó đi, trừ khi nào nếu thấy rằng giữ người con sẽ làm chết cho người con đó. Giữ lại người con sẽ đưa đến sự chết chứ không phải là sự sống cho người con. Thì lúc đó đành lòng, chúng ta gọi là cắn răng, xé ruột để rồi cho người con đi, để cho người con có được sự sống. Nhưng chúng ta thấy rằng Thiên Chúa, quý bà và chị em, qua mầu nhiệm Giáng sinh mà ông bà xưa hay nói đã trao trứng cho ác. Thật vậy, Thiên Chúa trao người con của chính mình cho chúng ta đâu phải để được sung sướng với bà chị em, nhưng để chuộc tội chúng ta. Vì vậy, mầu nhiệm yêu thương của Thiên Chúa mà chúng ta lãnh nhận trong ngày hôm nay với bà bạn chị em là mầu nhiệm yêu thương cao cả nhất mà chúng ta có thể cảm nghiệm được trong đời sống của chúng ta. Vì vậy, tới ngày hôm nay, ngày Giáng sinh, chúng ta có cảm nhận được cái sự yêu thương của Thiên Chúa dành cho từng người của chúng ta hay không, quý bà và anh chị em? Cái niềm yêu thương mà Thiên Chúa cho chúng ta là niềm yêu thương trọn vẹn. Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Thiên Chúa không giữ lại một phần của người con, Thiên Chúa không giữ lại bất cứ một cái gì mà đã cho chúng ta tất cả. Cho đi tất cả để rồi Thiên Chúa mong mỏi chúng ta đáp lời với bà và chị em. Nhưng chúng ta đáp lời được bao nhiêu? Chúng ta giữ lại phần nhiều cho chính bản thân, còn chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa được rất ít. Vì vậy, xin quý bà và chị em dùng vài giây phút để suy niệm về mầu nhiệm yêu thương, mầu nhiệm Giáng sinh mà chúng ta cử hành ngay bây giờ. To all the young who are with us, I hope in the last night of this morning you got a chance to open your presents. Maybe? Presents? I hope you got what you like or what you asked Santa Claus for. You do? You did? Okay, good. Because even if you didn't get what you wished for, I would like to suggest you got what you need. And you got it because someone loved you.
I think I've told most young people who come to me for confession or other occasions that if you go into the street, right, the people who don't know you, they don't care about you. The most cordial thing they'll do for you is to say hi. Now, those who love you, who care for you, will do everything for you. So those who don't love you, you won't receive a gift from them. From those who love you, Christmas, birthday, you receive gifts from them. So, let me tell you this. Gift comes with love. Even if you get a lump of coal for being bad, it is still a gift of love. The greatest gift that we have is not something that you open on Christmas Day. It is the love that you feel from your parents, from your family. Because without that love, you will get nothing. And with that love, you get that, Jesus. So if God didn't love you, there would be no Christmas. If God didn't love you, we wouldn't be here today. So think about Christmas as a gift of love from God to each and every one of you. I hope you can feel it in your heart, that love that God has for you. Because the only way you can celebrate Christmas with any kind of meaning at all is by feeling that love inside of you. So, Merry Christmas. Once again, I hope you got the gift that you wanted for your Christmas. But even if you didn't, think of it as love. Quý bà và anh chị em thân mến, chúng ta trở lại với lời Chúa cho chúng ta trong ngày Giáng sinh này. Quý bà và anh chị em, chúng ta thấy rằng chính Thiên Chúa qua tình yêu bao la của Ngài đã cho chúng ta một món quà duy nhất và cao cả nhất. Và chỉ trong món quà này, nếu chúng ta cảm nhận được trong tâm hồn của chúng ta cái tầm quan trọng cũng như cái sự yêu thương mà Thiên Chúa cho chúng ta mới đi tới được cái niềm vui với bà và anh chị em mà chúng ta được kêu gọi. Qua một mùa vọng, qua một đêm Giáng sinh, tôi chúc cho quý bà và anh chị em được cái sự an lành, cái bình an trong tâm hồn, để rồi trong một đêm quý bà và anh chị em chúng ta dùng cái thời gian đến với Chúa Hài Đồng, để dành riêng thời giờ với Chúa Hài Đồng suy niệm và sống với Thiên Chúa. Chỉ có cái suy niệm và cái thời gian chúng ta dành riêng cho Thiên Chúa, chúng ta mới cảm nhận được cái tình thương bao la đó, quý bà và anh chị em. Vì thế chúng ta cử hành đại lễ Giáng sinh, chúng ta mừng con Thiên Chúa, ngôi lời nhập thể ở giữa chúng ta. Nhưng chúng ta cần phải đưa chính ngôi lời đó vào trong tâm hồn để chúng ta sống, để chúng ta cảm nghiệm, để chúng ta luôn luôn biết rằng Thiên Chúa qua tình thương bao la của Ngài ở và song hành với chúng ta từng mọi giây phút trong đời sống hàng ngày. Để rồi cái tình thương này của bà và anh chị em giúp chúng ta nhận ra một câu rất là đặc biệt trong Thánh Kinh, trong bài phúc âm chúng ta nghe hôm nay. Và từ sự sung mãn của Người, chúng ta đã lãnh nhận ân sủng trên ân sủng. Và thật sự chúng ta đã lãnh nhận quá nhiều ân sủng của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta, trong đời sống của cộng đoàn, của từng gia đình. Nhưng rồi chúng ta có nhận ra hay không, để chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, đó
là một câu chuyện khác, đó là một câu hỏi khác, để rồi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, từ mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta đi vào cái mầu nhiệm yêu thương của Thiên Chúa và chúng ta cùng nhau sống mầu nhiệm yêu thương đó. Xin mời quý bà chị em cùng đứng để chúng ta tiếp xúc đức tin tới câu bởi phép Chúa Thánh Thần chúng ta cùng quỳ. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, thân cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, bằng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Đang mang gánh nặng của nghèo khổ, bệnh tật, đau khổ, hay
những nạn nhân trong cơn dịch bệnh. Xin cho những người già yếu luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa quan phòng qua sự đồng cảm của con cháu và những người phục vụ họ. Xin cho những người ốm đau được chống bình phục, vững tin, phó thác hơn vào tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong vài giây phút thinh lặng, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã qua đời trong cộng đoàn, trong các tai nạn, trong nạn dịch và những ý chỉ trong thánh lễ hôm nay. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa của tình yêu và an bình, xin đổ tràn tâm hồn chúng con niềm vui và ân sủng trong ngày sinh nhật của Đấng cứu độ chúng con, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Thank you.
Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ tội thay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng hoàn lễ hội thánh người. Lạy Chúa, đây là lễ vật chúng con dâng trong ngày đại lễ này để tôn thờ Chúa cho phải đạo. Xin Chúa thương chấp nhận và làm cho mọi người được ơn hòa giải và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đem hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thế, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình thì nhờ người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: sang tay họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuệ. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa nhờ của một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thưa lệnh người, chúng con cử hành mầu nhiệm này trong đêm bị trao nộp. Chính người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa.
đớn, cuộc khổ hình xin ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến. Chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoán nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một tinh thần và một thân thể trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tiếng Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh cùng toàn thể các thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giáo Mục Thomas chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhang Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con,
xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin loại thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Quý bà và anh chị em hãy chúc bình an Chúa cho nhau.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hôm nay Chúa đã cho vị cứu tinh ra đời để chúng con được tái sinh làm con Chúa. Ước chi người cũng cho chúng con được hưởng phúc trường sinh, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Xin mời quý bà chị em cùng ngồi. Tôi có vài thông báo nhỏ nhỏ. Quý bà chị em thân mến, hồi hôm qua tôi nhìn trên tin tức thì cái ca bệnh của Ontario đã lên gần 10.000. Quý bà chị em, nó rất là cao. Và quý vị biết rằng bắt đầu từ chủ nhật vừa rồi họ đã giảm đi rất là nhiều những chỗ hội họp ở ngoài cũng như ở trong các chỗ gọi là công cộng đã bị cắt đi 25%. Ở nhà riêng chỉ có được 10 người cũng bà chị em, nhưng các nơi thờ phượng vẫn chưa bị cắt. Vì thế quý bà chị em, xin quý bà chị em rất cẩn thận khi chúng ta đến các nơi thờ phượng. Nếu quý bà chị em, tôi nhắc lại, nếu có cảm thấy bệnh thì xin ở nhà để chúng ta khỏi lây nhiễm cho nhau. Và có những cái ca bệnh trong một cộng đoàn thì quý vị biết rằng chính phủ sẽ đóng cửa và chúng ta sẽ không cho chúng ta làm lễ. Vì thế xin quý bà chị em rất là cẩn thận cho chính bản thân cũng như cho cộng đoàn nói chung của chúng ta. Và không biết rằng sau này chính phủ trong những tuần tới, vì những ngày ví dụ như là ngày Tết Tây, họ có gọi là siết chặt lại hay không, chúng ta chưa biết được. Nhưng xin quý bà và anh chị em cố gắng gọi là giữ lấy cái sức khỏe của từng người cũng như là giúp cho cộng đoàn chúng ta. Và xin quý bà và anh chị em trong thời gian này nhớ ghi danh, chúng ta cần cái ghi danh của quý bà và anh chị em để chúng ta biết rõ số người tới để chúng ta ngăn ngừa cái bệnh dịch nó lan tràn. Xin cảm ơn quý bà và anh chị em công tác của chúng tôi để cho cộng đoàn của chúng ta được mạnh khỏe, được Chúa giữ gìn. Và sau thánh lễ, xin quý gia đình và có các con em từ 18 tuổi trở xuống xin ngồi lại đường đi, vì Chúa Hải Đồng có chúc quà Noel cho các em. Xin quý bà và anh chị em ở lại. Hình như Chúa Hải Đồng cũng có cho các bạn. Và xin anh Cường có một vài lời chúc mừng đến quý bà và anh chị em. Trước tiên con xin cảm ơn cha, đồng minh cha và nhiều. Kính thưa quý cô bà chị em và các em thiếu nhi thân mến, Giáng sinh đến mang thương yêu, an lành và hạnh phúc. Trong niềm hân hoan đón mừng đại lễ Chúa Giáng sinh năm 2021, hôm nay cha quán nhiệm dâng thánh lễ tạ ơn tình yêu Thiên Chúa và ban nhiều hạnh phúc đến từng người, từng gia đình trong cộng đoàn chúng ta hay như ngoài cộng đoàn chúng ta. Kính thưa cha, trong suốt thời gian khó khăn vì dịch bệnh, cha đã tạo cho chúng con rất nhiều điều kiện về phần tâm linh cũng như tất cả những bí tích cần thiết để chúng con gần với Chúa hơn. Cha đã khích lệ và đồng hành chúng con trong những lúc khó khăn vì dịch bệnh này. Nhân dịp mừng Chúa Giáng trời, cộng đoàn xin kính chúc cha một mùa Giáng sinh trang hòa, ân thánh và năm mới tràn đầy phúc lành của Chúa Hải Đồng. Thưa quý vị, hàng năm đến mùa Giáng sinh, cộng đoàn các mẹ La Ba chúng ta hân hoan mừng ngày lễ trọng đại này. Hôm nay tất cả chúng ta quy tụ về đây trong ngôi thánh đường này để cùng tạ ơn Chúa và cùng thưởng thức những bài thánh ca do ca đoàn Giuse trình diễn, thật là tuyệt vời. Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý cô của bạn chị em và các em giới trẻ vì lòng thương mến đã nâng đỡ, đóng góp tích cực bằng cách này hoặc cách khác. Và đặc biệt, quý vị đã cùng đồng hành với cha quá nhiều, hiệp nhất trong tình đoàn kết
thương yêu và bác ái. Một lần nữa, tôi xin thay mặt hội đồng mục vụ các vấn đề đoàn thể kính chúc tất cả quý vị một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới an khang, thịnh vượng. Trân trọng kính chào. Và tôi cũng xin kính chúc quý bà và anh chị em một mùa Giáng sinh cũng như một năm mới an lành, hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa. Xin quý bà và anh chị em cùng đứng, chúng ta cúi đầu, chúng ta lắng nghe lời lòng của Thiên Chúa chúng ta. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Thiên Chúa vô cùng thiên hào đã nhờ con của Ngài nhập thế mà xua đuổi bóng tối trần gian, và nhờ con của Ngài giáng sinh linh hiền mà sáng soi đêm ngày cực thanh này. Xin Ngài xoa tan bóng đen tận sâu khỏi anh chị em và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức. Amen. Thiên Chúa đã ôm nhờ thiên thần loan báo cho các mục đồng niềm vui trong đời con Ngài giáng sinh đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của Ngài. Amen. Thiên Chúa đã nhìn việc nhập thế của con Ngài mà nối kết đất với trời. Xin Ngài cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài, và xin Ngài làm cho anh chị em được dự phần với hội thánh trên trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Thánh lễ đã xong, chúng ta đi bình an. Amen. Ra đời, Chúa sinh ra đời năm trăm.
trên biển vinh sáng loan. Hằng chúa chúng con cho mọi sự được an yên. Lạy ra thân trai tìm Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lạy trai tìm cực thân cực tình rất thân Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thân Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Và các em cứ xin làm như là chúng ta có thể để lên